Đô la là loại cây thuộc họ bạch đàn, được ưa chuộng trong ngành cắm hoa bởi dáng lá đẹp, tán lá tròn, màu sáng khi còn non, còn màu xanh lục khi đã trưởng thành. Nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã trồng thành công cây đô la, mang lại thu nhập cao. Điển hình như nhà nông Tiêu Văn Phước ở thôn Hoàng Kiếm 2, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Hơn 1 hecta cây đô la để phục vụ nhu cầu trang trí cắm hoa, mở ra cơ hội lựa chọn các mô hình hay hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế đối với các nông hộ trên địa bàn xã Nam Hà. Ông Phước cho biết sau thời gian tham khảo trên thị trường về cây đô la, ông đã mạnh dạn phá bỏ một phần diện tích cà phê già cỗi để trồng thử nghiệm. Đến nay ông đang canh tác 4.000 cây đô la phục vụ trong việc trang trí cắm hoa. Hiện tại giá bán đô la dao động theo từng thời điểm từ 50 đến 80.000 đồng một ký cành. Vào những dịp lễ Tết năm trước thì có giá hơn 100.000 đồng một ký. Theo ông Phước, điều quan trọng nhất trong việc trồng cây đô la đó là cần phải xử lý đất sạch, không có nấm bệnh và vi khuẩn. Khi xử lý đất, Tốt thì quá trình chăm sóc cây đô la trở nên dễ dàng, không tốn nhiều công chăm sóc. Nhận thấy tiềm năng trong việc trồng các loại cây lấy lá sử dụng làm phụ kiện trang trí, không chỉ mỗi hộ gia đình của ông Phước mạnh dạn ứng dụng vào đời sống thực tiễn, mà các hộ nông dân trên địa bàn xã đã chuyển đổi trồng nhiều loại cây lấy lá trang trí như dương sĩ, tùng đuôi trộn, tùng nho, lá chanh cắm hoa và kết hợp cùng hệ thống tưới tự động. Và đối với mô hình trồng cây đô la trang trí cắm hoa đã mở ra hướng phát triển kinh tế cho nhiều nông hộ trên địa bàn xã.